trách chi vì mẹ không thương duyên dở dang tay bới tờ trời không sẻ cho mối tình ta. Chim quyên ăn trái nhãn lòng ai dám chi mối thơ sầu héo hòn tàu trầu khóc tình chưa thắm vội tan nào phải đâu ai thấm gấm nhung vì nhà hai ta ngăn cách sông ai đã qua cầu dở dang khúc nguyệt cầm xưa. Đâu rồi? Mình nhớ mình để trong này mà. Đâu rồi? Con kiếm gì Mạnh? Ủa? Gì? Gì? Thấy cuốn sách dạy tiếng Anh ở đâu không? Mà con kiếm để làm gì? Hồi nãy á, có ông Tây, ông đi ngang, ông hỏi con cái gì đó, cái con không biết đường trả lời. Con cũng rảnh quá ha Mạnh ha. Vậy mà gì mà hả, có thấy cuốn sách tiếng Anh á, gì cũng không chỉ cho con đâu. Vậy chỉ con đi dạy tiếng Anh đâu vậy? Nè. Dạ. Hồi nãy á, trước khi ra đường á, con hứa gì với gì con nhớ không? Hứa gì là hứa vậy. Hôm qua con hứa cái gì với gì con nhớ không? Con kể đi. Không được vậy. Kể đi mà. Gì? Dì hứa là dì không có quyền nói cho ai biết hết trơn á nha. Kể cả má con hả? Nhưng mà tại sao? Con không biết tại sao. Nhưng mà dì hứa đi con mới nói. Được rồi, dì hứa với con á, ta nói dì đảm bảo luôn. Dì mà kể cái chuyện này cho ai nghe á, là dì sẽ bị xe cán chết. Trời ơi, cái miệng ăn mắm ăn muối vô duyên quá. Thôi, dì xin hứa lại nghe, nếu mà dì mà kể cái chuyện này cho ai nghe á, thì dì sẽ bị kiến cắn chết veo luôn. Chịu không? Nhưng mà dì cũng hứa với con là dì không được cười luôn, con mới nói. Được rồi, dì hứa là dì không có cười luôn. Vậy thì con kể gì nghe nha. Ý cô gái. Thôi được rồi. Để anh Mạnh sách cho. Má Diệm nói á, thấy phụ nữ làm nặng không làm giùm là không phải đàn ông. Đây. Nè để xuống đó đi. Cô gái nhỏ ở đâu đến vậy? Để đó. Tôi là con của bác Lộc, nhà xóm dưới á. Hôm nay ba tôi bị bệnh rồi, nên tôi đi làm thay. Vậy hả? Dạ. Ba bệnh làm thay hả? Để anh Mạnh sách cho nha. Trời đất ơi. Mạnh, có sao không con? Trời vậy nãy gì với con gì không cười mà. Thì hứa thì hứa vậy, nhưng mà giờ mắc cười quá à. Cho cười trước đi. Vậy cuối cùng rồi á, thằng chó con của dì cũng biết yêu. Thắm, Mạnh, hai đứa đâu rồi, vô ăn cơm. Dạ.
Bánh. Dạ. Vô cơm. Dạ. Con á, lúc nào cũng thanh minh hết trơn, hết lý do này đến lý do khác. Con tưởng ba không biết hay sao? Mỗi lần đánh nhau xong là đều có lý do hết. Con nói thiệt mà ba lại không tin. Làm người tốt mà ba cũng không cho nữa. Phải đó ba. Em Lâm hả? Đánh nhau để giải cứu cho anh chàng người lớn mà trẻ con ở nhà cô Diễm á. Tội nghiệp anh ta lắm, bị mấy người kia đánh quá trời luôn mà không dám chống cự lại. Có thật không vậy? Dạ. Ba không tin thì qua nhà cô Diễm hỏi đi. Thôi mà ông, trời đánh còn tránh bữa ăn. Ông muốn nói gì á thì để một chút nãy nói. Thôi ăn cơm. Nhưng mà ba thấy dạo này con đi chơi nhiều quá. Con ít đi chơi lại đi, lo ở nhà mà học hành. Còn thời gian á, phụ mẹ với chị hai, lo lắng chuyện nhà, còn chăm sóc cho đàn heo nữa. Con có đi chơi hồi nào đâu, con cũng đi công chuyện chứ bộ. Ba, bên nhà cô Diễm á, còn người cậu mũ không giờ? Con hỏi làm chi vậy? Con muốn xin ba con cho làm chỗ đó. Con sẽ đi học nửa ngày, còn nửa ngày đi làm. Không được. Năm nay là năm cuối, con phải ráng học để thi tốt nghiệp, còn thi đại học nữa. Nhưng mà con... Ba, hay là để con nghỉ học đi, con sẽ đi làm. Chị hai học giỏi á, cứ để chị hai học đi. Chứ con đi học á, mà không có tiền đóng học phí á, con xấu hổ lắm ba. Không có được. Không có đứa nào được nghỉ học hết á. Mẹ thà chết chứ không muốn cho đứa nào nghỉ học đi làm hết á. Cũng chính vì mẹ bệnh tật như vậy nè, cho nên chị hai con mới nhiều lần nghỉ học rồi phải đi học lại. Không, không có đứa nào nghỉ học hết á. Cũng tại tôi thôi. Tôi vô dụng quá nên mấy đứa con của mình nó mới vất vả như vậy. Ông đừng có nói như vậy. Lỗi là do tôi nè. Tại tôi ốm yếu bệnh tật cho nên các con và ông mới chịu khổ. Ông phải làm việc vất vả đến nỗi sức khỏe bị yếu đi, đến nỗi không phải lái xe cho người ta được nữa. Ba đừng có tự trách mình như vậy nữa. Tôi không có lái xe được, nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn lái xe cho nhà bà Diễm được mà. Không làm việc này, tôi làm việc khác. Tôi không tin là nhà mình nghèo mãi như vậy được. Thôi, mấy đứa con ăn cơm đi. Anh nè. Trời, anh làm gì vậy? Lỡ ai thấy thì sao? Anh không sợ. Anh đang muốn cho cả thế giới này biết hai đứa mình quen nhau luôn. Điên hả? Điên hả? Ba mẹ mà thấy chết chắc. Nè, anh nhớ em quá nên phải đánh liều thôi. Em nè, mấy bữa nay làm gì mà anh gọi em hoài mà em không ra. Làm anh ở đây anh gọi tiếng bò hoài luôn, khan cả cổ họng anh luôn á. Tại nhà em có chút chuyện. Thôi anh về đi. Về đi, về đi. Thôi, mới chút xíu rồi đuổi người ta về rồi. Chút nữa đi. Một chút của anh á là bằng buổi học của em buổi tối á. Về đi. Thôi thưởng anh đi rồi anh về. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Nhắm chưa? Nhắm rồi. Nhắm chưa? Một, hai, ba. Linh, Linh, em chơi Giang nha. Là thằng hồi chiều tới cứu thằng mập. Xuống xe mày.
bé anh muốn gì? Sao tự nhiên lại chặn xe người ta? Mày hình như là có ai đâu đánh lộn ngoài ngõ. Có chuyện gì anh sợ vậy kìa? Đúng là quýnh lộn rồi bay. Nè nè, dừng lại. Nè, mấy cậu ở đâu vậy? Sao đánh người ta như vậy chứ? Mấy nó hồi chiều đánh con đó ba. Ủa, Đạt đó hả? Trời đất ơi, đêm khuya như vậy đi đâu mà để quýnh lộn quýnh lạo vậy? Dạ, con không biết đó chú. Tình cờ con đi ngang, tụi nó chặn đường tụi nó quýnh con. Chắc tụi nó làm anh là em rồi đó. Trời ơi, không biết con cái nhà ai nữa. Thôi, đi vô nhà đi con. Con coi có sao không? Có cần vô nhà để sức thuốc hay là sức dầu gì không? Dạ, con không sao chú. Vậy à? Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Rồi có về được không? Còn nếu không thì để bác với thằng Lâm đưa con về. Dạ không sao đâu chú, tự con về được. Cảm ơn chú. Ừ, anh về nha. Dạ. Tuổi trẻ bây giờ đó, con thấy chưa, thanh niên bây giờ nó như vậy không à? Ra đường là háo thắng, nhớ cẩn thận đó. Dạ. Thôi vô nhà ngủ đi. Ba. Ủa má. Trời ơi, sao dạo này cái lưng nó đau quá à? Đau chết luôn à. Đi khám chưa? Sao nghỉ bán được đi khám? Ông có biết nghỉ một ngày là mất bao nhiêu tiền không? Còn thêm mối lái bàn hàng nữa, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ đâu. Cái sức khỏe mình á, không lo, tối ngày cứ lo tủ tiền không à. Tôi nói bà rồi á, ngày mai đi khám đi đó. Dạ, em biết rồi, thưa anh Đức. Cái chuyện đi khám bác sĩ thì phải khám thôi. Phải chi giờ có ai đấm bóp thì khỏe biết mấy. Ơ, má, có con nè. Qua đây. Thôi con đấm bóp cho. Cô là con gái, tay cô yếu xìu à, đấm bóp cái nỗi gì. Phải chi có đàn ông con trai đấm thì đỡ, mạnh tay. Đừng có nói bóng nói gió nữa. Kêu ông già này đấm thì nói thẳng luôn cho rồi đi. Đâu? Này, chứ có chồng để làm gì. Đã xin xuống chút không? Đó. Có ông đấm đó rồi, tôi cần gì bác sĩ nữa chứ. Ý tôi nói ông là bác sĩ dạ. Đó. Chào anh cậu mới qua. Ủa, anh cậu chị tình quá hen. Dạ, ngồi cậu. Cậu mới qua hả? Ngồi chơi. Dạ. Chà, ủa, hả? Đã quá trời kìa. Ở đâu mà nhiều quá vậy cậu? Cậu bắt chưa đâu con? Ờ má má. Hả? Ừ, ít này mà mình đem đi làm ít nấu chuối là ngon bá cháy luôn á. Nè, mai mốt bắt được á, đem ra chợ bán cũng kiếm được vài chục ngàn á. Ăn uống chi nó phí. Bán được nhiêu đâu mà bán chị. Ừ. Ủa mà Đạt đâu rồi anh chị? Thì nó đi đâu trưa giờ tôi không biết nữa. Thôi, em qua thăm anh chị. Giờ em về. Gì? Mới qua về liền vậy? Sáng mai em còn đi cầu mũ cao su nữa anh. Ôi, cậu ơi, làm quá để làm gì? Biểu cưới vợ đi thì không chịu cưới. Cứ làm cho cố vô cuối cùng có dư được đồng bạc nào đâu. Nói cậu bao nhiêu lần rồi, cưới vợ đi, về nó giữ tiền giùm cho. Chuyện này em biết, để em lo. Chị cứ càm ràm hoài. Thôi em về nha anh chị. Ừ. Cậu về đi. Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn mấy ngớt á. Dạ. Đấm tiếp không? Nữa hả? Đây nè. Trời ơi. Má. Cái gì? Má biết cậu Huy không thích nhắc tới chuyện vợ con rồi, mà mỗi lần cậu qua chơi má cứ nhắc hoài à. Cậu bực cậu bỏ về rồi kìa. Trời ơi, may là tao nhắc mà nó còn chưa thèm lấy á. Ây da, đau không? Đây nè. Ủa Đạt. Anh Đạt về. Đi đâu giờ này mới về con? Trời ơi, nó thấy ba má nó ngồi đây nó không thèm chào tiếng nào nữa. Ê Đạt, mày nha, lúc này cái lúc la lắm đấy. Ra đây. Ra đây coi. Dạo này cái đi đâu mà đi hoài vậy con? Say được phải không? Có, buồn ngủ quá. Có say không? Cái gì vậy đâu đưa má coi. Trời đất ơi.
Trời đất ơi, sao cái miệng máu không vậy? Sao mà mày mới đánh nhau phải không? Đâu có đâu má, con đi xe lỡ bị té. Ôi, con biết nghe, cái này là chắc ảnh qua xã bên cua gái cho nên là bị đánh nè. Trời ơi, phải không? Biết cái gì nữa, lo học bài đi. Đúng rồi kìa. Bà mở nước trà đi, con vô tắm à, đi nguyên ngày con mệt rồi. Thấy không, riết là không đếm xỉa gì với tôi, thấy không? Chắc nó giống tính ông rồi ông ơi. Hồi đó đó, ba con đó cũng qua làng bên tán gái, bị tao quýnh mỏ máu vậy hoài á. Tự nhiên bị lạc đạn à. Cười gì, lo học bài đi. Con nít nữa ngồi đó không có chuyện à. Đâm tiếp coi. Hả? Trời hoài vậy trời. Ê, nhẹ thôi. Ông muốn giết tôi hả? Trời ơi, không biết nghĩ sao mình vậy mà đi đánh lộn quá trời. Mai mà gặp Linh, chắc cô ấy cười chết luôn. Trời, có cái gan khểnh thấy ghét gì sợ được chứ. Đâu? Trời ơi, hình của chị Linh. Làm gì? Ở đâu ra vậy? Chạy lên. Không. Ở đâu có? À, anh hai với chị Linh đang quen nhau đúng không? Má ơi má. Ê, Nhỏ, em làm cái gì? Nè, anh không muốn em mét má thì khai, tại sao có hình của chị Linh? Anh với chị Linh quen nhau đúng không? Nhiều chuyện quá. Nít nói biết gì lo học bài đi, trả lại cho anh. Không. Anh nói cho Út nghe nè, mà đừng mét má nha. Em cũng biết nhà mình với Linh đâu có thuận với nhau. Em mà nói cho má biết, má làm lớn chuyện lên cho coi. Hey, nhưng mà biết vậy sao hai người còn quen nhau chứ vậy? Anh cũng không biết nữa. Em à, chuyện tình cảm con người đâu phải ai cũng điều khiển được đâu. Ui, anh hai em bữa nay yêu rồi nên triết lý dữ ta. Ê, nói nghe nè. À, anh với chị Linh yêu nhau sao vậy? Kể em nghe coi. Hay. Nhiều chuyện quá. Đi ra ngoài đi. Không. Trả hình lại cho anh. Không. Bây giờ á hả? Anh hai mà không kể hả? Em chạy ra đưa má mét má luôn á. Thôi được rồi, anh lại em luôn á. Bây giờ em muốn gì em nói đại đó đi. À, để suy nghĩ coi. Hình như là cuối tuần này ở xã mình có ca nhạc. Hay là anh hai chở em đi nha. Được không? Ờ, được rồi, anh hứa. Đưa đây. Ừ. Em về nha. Ê, anh hai nó nghe nè. Nó nghe nè, nhìn mặt của chị Linh á cũng dễ thương lắm. Ở trong trường có nhiều anh theo, ráng giữ kỹ nha. Hello cục đá hồng. Hello tủ lạnh. Đúng rồi, cái này tủ lạnh. Hôm nay mình nấu món gì ta? Đây nè, đồ đây nè. Tạm biệt tủ lạnh. Con này kêu bằng con gì ta? À, fish. Fish là con cá. Đúng rồi, mình sẽ nấu cá ăn cho em Mai đẹp da, còn mình đẹp dáng. Cá ơi, ngoan nha, theo ta vào bếp. Hi. Hello. Good morning. Là chào. How? 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 How?
sao ta? Hao gì? Trời ơi. Hao mòn gì? Bây giờ em không ngủ được em mới hao nè. Ủa? Sao mà em mai không ngủ? Thức khuya một đêm coi phim, bây giờ mới chuẩn bị đi ngủ, anh đọc to vậy sao ngủ? Phụ nữ, con gái phải ngủ sớm, mình thức dậy sớm, rồi làn da mình mới đẹp. Rồi, mai mai mai, vô đây đi, anh dạy tiếng Anh cho. Thôi, tôi không học tiếng Anh vậy đó. Anh đọc nhỏ nhỏ cho em ngủ nha. À, mà nhớ nè, hả? Lát nữa đi ra đường cao su á, nhớ rủ em đi theo. Kêu em ra ngoài đó để em nhắc ma người ta hả? Sáng sớm em xả tóc xù xù, y như là mấy con ma trong phim hoạt họa gì đó. Tại tôi đang buồn ngủ, nhớ kêu đó. Mà kêu em ra đó làm vậy? Phụ má. À. Mai ơi. Mai. Cái gì? Mình đi rừng cao su luôn đi Mai ơi, trời, sáng rồi. Trời. Chị nè. Cái gì mà sáng giờ ấp úng hoài vậy? Nếu mà lỡ sau này á, thằng Mạnh nó biết yêu, rồi chị tính sao? Thì cho nó lấy vợ chứ tính sao? Mà hình như là thằng Mạnh nó thích ai phải không? Chị cũng nghi lắm rồi, mà không biết là có đúng hay là không. Đâu có, em hỏi vậy thôi à. Trời đất ơi, con đi đâu vậy Mai? Con ra con phụ má nè. Con phụ má? Dạ. Được không? Được. Trời ơi, con ra con cạo nguyên cái rừng này cho coi. Trời, được không? Được. Thôi được rồi, nếu mà con phụ má được thì ở lại đây thu gom nghe. Dạ. Chưa? Má với chú Tám đi vô trong vườn cao su. Dạ. Đi anh Tám ơi. Dạ. Thắm. Đi nhanh. Ra đây coi. Gì con? Quạt cho con miếng coi, nóng chết luôn vậy đó à. Trời ơi, nóng ra đây làm chi? Mệt dễ sợ luôn nè. Trời ơi, quạt cho nó thấm mát dễ sợ. Ý, em Mai, con chào dì Thắm. Chào con. Con chào cậu Quy. Chào con. Má đâu rồi em Mai? Má đi rồi, ra đây làm chi đây? Ra đây, phụ má. Dạ. Em ra đây làm chi đây? Phụ má lương. Em phụ gì? Trời ơi, cái rừng là không có em là banh rừng rồi. Nè, chưa có phụ gì được đâu. Bây giờ phụ em chuyện nè, đứng yên y chang nghe em nói nè. Chạy đi theo má, xin tiền má cho em ở quán cà phê. Xin tiền cho em ở quán cà phê. Được không? Được hả? Được. Đi đi. Má đi hướng nào? Đi xin má đi. Hướng nào? Má đi chú Tám á. Hướng này hả? Rồi. Trời, làm đi. Má ơi. Mới được chưa đây thôi hả? Trời, mọi người làm đi. Nhìn tôi làm gì? Làm như từ đó tới giờ chưa thấy người đẹp vô rừng. Má ơi. Đẹp nhất răng luôn. Đẹp sang như vậy mà không phải sang thường. Sang này tướng số tôi gọi là sang chủ. Là mà phải làm chủ. Chủ là phải chủ quán cà phê trở lên. Vậy mà má mình cho mình tiền mở quán cà phê có động trời không? Ê Mai. Vậy. Vậy. Ê Mai. Vậy. Anh có tiền. Anh Mạnh có tiền. Hả? Anh Mạnh có tiền cho em Mai mở quán cà phê. Có tiền hả? Ngày xưa nó muốn nó bóp cho. Ơi. Em đấm bóp em chọt chọt nhột lắm. Đừng đấm bóp nữa. Nè không đấm bóp nữa hả? Tiền đâu? Xin tiền của má trời bà không. Tiền này á là tiền anh đập ống heo anh đưa cho em Mai mở quán cà phê.
Trời ơi, cái gì đây? Thì tiền. Một đống tiền lẻ này đấy hả? Ừ, anh đập ống heo mà. Anh nghĩ ra tiền lẻ này hả? Mở cái quán trà đá ve còn chưa được nữa. Mở quán cà phê gì? Trả nè. Không đủ hả? Vậy chứ phải bao nhiêu mới đủ? Em nói rồi, ai phải xin tiền má thì em mới đủ. Anh không dám xin đâu. Anh sợ má là... Em ơi, em đừng có khóc nữa mà. Trời tôi khổ quá. Trời tôi có đời tôi khổ quá. Tôi mở quán cà phê tôi mới hết khổ nè. Em ơi, em đừng khóc nữa. Anh mà anh sợ nhìn thấy em khóc lắm. Tôi khổ quá, nhà này không ai thương hết. Được rồi. Mẹ tôi cũng thương. Anh thương, mình anh thương. Anh hai cũng thương tôi. Anh thương. Trời anh ơi, hai thương mà. Nhà tôi bơ anh hai thương mà. Thôi, Mai nín đi. Để anh hai xin tiền má cho Mai mở cà phê ha. Thiệt không? Thiệt. Hey. Nhưng mà xin tiền má cho em mở quán á. Ừ. Phải hứa là đừng có nói là em suối hai kêu má cho em tiền nha. Hứa nha. Thêm một lời hứa nữa. Gì nữa? Chuyện này em với anh là bí mật. Bí mật của hai anh em. Bí mật của hai anh em mình á. Méo tay đi. Méo tay nha. Méo tay hả? Đây là bí mật của hai anh em mình. Đừng bao giờ nói ra là em kêu anh xin tiền má mở quán nha. Rồi. Hứa nha. Hứa. Bí mật. Ừ. Bí mật hứa xin tiền má cho em mở cà phê. Ừ. Còn tiền này đi ra một cà lem ăn đi. Thôi, anh vô, anh kiếm con heo khác, anh bỏ ống vô. Heo ơi, mày có tiền mày ăn rồi nè. Trời ơi, tôi nói rồi, tướng chữ. Con nghe má ơi. Hôm qua con đi đâu mà bị đánh gần nhà ông Lộc hả? Đâu có ai nói với má vậy. Thì có người nói với má là được rồi. Con đi qua nhà cậu Huy về. Hơi đâu mà má nghe mấy người nhiều chuyện người ta nói. Trời ơi, sao thiếu gì đường không đi mà đi ngang qua đường đó hả? Má này, má ghét người ta thì ghét, chứ má ghét luôn con đường bên nhà người ta sao? Thôi nha má, con bận rồi. Có gì tối gì nói. Bội à, con với cái. Mới biết chuyện này thôi mà má đã phản ứng vậy rồi. Mai mốt mà biết chuyện của mình thì sao ta? Má. Má. Má mới về à? Má ơi. Má. Má phát lương ở rừng cao su vậy. Má còn tiền không? Con xin tiền để làm gì? Con xin tiền cho em Mai mở quán cà phê. Má suối con xin tiền má phải không? Không, em Mai quá suối. Tại vì con thấy em Mai buồn, em Mai ngồi một mình, em Mai khóc. Mà mỗi lần em Mai khóc con buồn lắm. Má biết là con thương em lắm. Dạ. Nhưng mà thương em á phải thương đúng cách. Dạ. Chứ con làm vậy á con hại nó thôi, con biết chưa? Dạ con biết rồi. Thôi đi vô nhà đi, sửa soạn đi qua thăm nội với má. Dạ. Bà ơi bà, hey, không biết lại đi đâu nữa rồi. Cái tiền này để cho bà uống thuốc đi. Đó. Còn cái tiền này á là để cho tụi nó đóng tiền học. Rồi ngày mai. Chà,
Mới lãnh lương vui quá hả? Chú Bình với chú Tài ngồi chơi. Ngồi chơi cái gì mà ngồi chơi? Tôi qua đây không phải là ngồi chơi, mà tôi qua đây để lấy nợ. Thì tôi định chiều nay tôi qua nhà chú để trả tiền. Nhưng mà bây giờ chú đến đây, chú lấy hết như vậy thì làm sao mà tụi tôi sống? Rồi tiền đâu mà đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ? Sống? Đóng tiền học? Ông nghèo á mà còn bày đặt cho con đi học nữa. Ê, nè, mày làm gì vậy hả? Mày... người lớn với nhau ăn nói đàng hoàng, tại sao xô đẩy người ta? Đồ con ranh con, tao đến đây để đòi nợ chứ không phải đến đây để xin tiền. Mày đừng có lên giọng với tao như vậy. Thôi mấy chú à, mấy chú đã lấy tiền hết rồi thì buông con nhỏ ra đi. Tiền thì tôi lấy vừa đủ, dư tôi trả lại cho ông. Để mất công mang tiếng á, thằng Bình này là chơi ép. Đây, tiền dư của ông nè. Khi nào có thiếu thì qua mượn tôi nữa. Linh nè, con đừng kể chuyện này cho mẹ và thằng Lâm nó nghe nha. Mẹ con mà biết chuyện này thì mẹ con không chịu mua thuốc uống đâu. Rồi thằng Lâm, cái tính nó ngang tàn, nó biết được chuyện này nó lại đi gây sự, đánh lộn với người ta nữa. Dạ, con biết phải làm gì rồi ba. Trời ơi, để tôi làm cho. Chiều cao có hạn, gân cốt giãn không bao nhiêu. Để đồ cao cho cố à. Con lấy cho. Bây coi, bây lấy xuống giùm tao. Đây nè. Đây. Trời ơi. Bà nè, bà có con dâu giàu muốn chết, sao không về ở với nó đi? Tự nhiên rồi buôn bán chi cho cực. Ơi, ai mà không muốn sung sướng bay ơi. Nhưng mà tao nói thiệt với bay nha, nhìn cái mặt con dâu của tao, tao nói thiệt tao không ưa nổi. Cũng tại vì nó đó mà thằng con trai tao nó mới chết oan chết ức ấy chứ bộ. Thì bởi, con nói thiệt á nha, cái con gì vậy? Thôi, con đi về. Về nha. Sao mới qua ở chơi uống hết ly nước rồi về, đi đâu về lẹ vậy? Nói nhiều đó đủ rồi, hết chuyện rồi. Nói nửa trái nhà làm sao? Con này thiệt à. Con chào bà nội. Con mới qua. Con có trái cây tặng bà nội. Để đó đi. Dạ thưa má. Má kêu con qua gặp má có chuyện gì không má? Ủa, bây giờ mà muốn gặp cô phải khó khăn vậy hả? Dạ, ý của con không phải là như vậy đâu má. Ở cái vùng này á, ai cũng đồn nhà cô á là giàu quá trời giàu, tiền bạc nhiều quá để làm gì. Giờ con nó xin mở cái quán cà phê á thì giúp vốn cho nó làm ăn đi. Không chịu. Một hai biểu nó ra ngoài vườn cao su cho nắng nồi. Có một đứa con gái xinh đẹp à, muốn cho nó xấu xí hay sao? Không phải là như vậy đâu má. Má biết tánh của con Mai rồi đó. Với lại con đã cho nó tiền để cho nó làm ăn rồi. Nhưng mà có lần nào nó làm được gì đâu. Làm ăn là phải biết tính toán. Mà nó thì không biết tính toán gì hết má. Tôi biết. Tôi nói cũng như không à. Tôi nói lỗ tai này thiển qua lỗ tai kia rồi đi mất tiêu à. Giống như là nước đổ lá môn vậy á. Phải chi hồi đó, lúc mà nó còn sống, cô chịu khó cô chăm sóc chồng cô là thằng con trai của tôi á, thì nó không bị chết oan chết ức. Để bây giờ cô muốn làm gì thì cô làm. Dạ thưa má, bộ phận làm dâu con á, má dạy sao thì con nghe vậy. Nhưng mà con nghĩ chuyện quá khứ đã qua rồi thì má đừng nhắc nữa. Có thay đổi gì được đâu. Hôm nay con qua đây á, nếu má không còn điều gì để dạy bảo con nữa thì con xin phép má con về. Chào nội đi con. Má về hả má? Ừ. Dạ thưa bà nội con về.
Má ơi, chờ con đi với má. Ba ơi, hôm nay ba khỏe không? Bữa nay má bị bà nội la nữa rồi. Má khóc mà má giấu con. Con thấy hết. Hôm nay ba khỏe không ba? Ba, ba ở trên đó ba có nhìn thấy con không? Con nè. Làm gì mà ngồi một mình vậy con? Bộ có tâm sự hả? Chú Tám, con buồn quá chú Tám. Làm thế nào để mình trở thành người đàn ông mạnh mẽ hả chú? Con đã rất mạnh mẽ rồi. Đối với chú, con là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế gian này. Nhưng như vậy thì chưa đủ. Thì chưa có bảo vệ cho ai hết trơn á. Để bảo vệ má nè, em Mai nè, dì Thắm nè, chú nè. Con muốn được như mọi người. Con có một trái tim nhân ái mà không phải một người bình thường nào cũng có được. Vậy hả chú? Nhưng mà nếu á, con không bị tiểu năng trí tệ á, mà thông minh hơn thì vẫn tốt hơn phải không chú? Không có ai sinh ra trên đời này mà chọn được cuộc sống cho mình con à. Như chú đây nè, chú đâu có lành lặn gì đâu, vừa xấu xí, chân là cà thọt nữa. Nhưng chú vẫn sống tốt đó thôi. Vậy con không có nghĩ ra. Con á, sẽ phấn đấu trở thành một người bình thường mà có ích giống như chú vậy đó. Chú cháu mình cùng nhau cố gắng con ha. Dạ. Nhưng mà trước hết á, con phải làm gì để mà hết cái tính hậu đậu hả chú? Con làm gì á cũng hậu đậu hết trơn á. Trước tiên á, con phải làm mọi việc từ từ. Dạ. Đừng có gấp mà hỏng việc. Thí dụ như con muốn giúp người ta thì con phải quan sát coi người ta có cần mình giúp đỡ hay không, thì đến lúc đó mới nhảy vô. Con đừng có mỗi chút mỗi nhảy vô là hư bột hư đường hết đó con. Con biết rồi. Giúp đỡ cho người ta là một đức tính tốt. Dạ. Nhưng mà nếu con giúp đỡ không đúng cách thì giống như là mình hại người ta vậy, con biết không? Dạ. Giúp người mà không nên việc là hại người. Ừ. Phải không ba? Hả? Má, má cúng xong chưa? Chị. Rồi, hai chú cháu nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? Chú Tám dạy con làm cách nào để hết hậu đậu. Cảm ơn anh đã dạy dỗ cháu. Có gì đâu mà cảm ơn chị. Thôi, khuya rồi, chú về chú ngủ. Con cũng ngủ sớm đi nha. Chào tạm chị. Biệt chú. Dạ. Tám. Chú Tám ngủ ngon. Má. Gì con? Má ngồi xuống đây đi má. Má. Vậy. Má nhìn đi, đó. Quá trời, ngôi sao luôn đó má. Ngôi sao nào là ngôi sao ba con? Đó, con thấy không? Con thấy cái ngôi sao nào á, sáng nhất, to nhất là ngôi sao của ba con đó. Ba con bây giờ không còn nữa, nhưng mà lúc nào cũng lấp lánh trên bầu trời để theo dõi từng bước đi của con. Má, hồi đó ba với má yêu nhau thì sao? Nói con nghe đi má. Ba con là người đàn ông nhân hậu nhất trên đời này. Dạ. Ba luôn đem hạnh phúc cho má. Mới đó ba con đã mất 30 năm rồi. Nè, ngày mai là ngày giỗ của ba con đó. Con nhớ không? Dạ, con nhớ. Ba ơi, con nhớ ba. Ở trên kia, ba có nhớ Mạnh không ba? Nhớ chứ sao không nhớ. Nè, dạ. Bây giờ á, Mạnh nghe lời má nè. Dạ. Không khóc nữa, đi vô nhà ngủ đi con. Ba, con muốn ở đây chơi với ba chút nữa. Ba ơi, Mạnh nè. Nè, con cãi lời má là ba buồn lắm đó, biết chưa? Dạ biết. Dạ thưa má, con đi ngủ. Dạ con đi ngủ đây.
con mới khóc nữa. Má ơi, con phải làm gì đây hả má? Hàng ngày con ở bên cạnh vợ con của con, nhưng con lại không thể gọi tên của cô ấy. Con cũng không thể nhận lại đứa con của mình. Con vừa muốn nói thật cho họ biết, nhưng rồi lại không dám. Con không biết sẽ phải đối diện với sự thật đó như thế nào. Có lẽ đời này kiếp này con chỉ có thể ở bên cạnh họ như thế này thôi má. Má, chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến sông. Ủa, cầm qua lại đi chùa phải không? Hôm qua em đi chùa hương, hoa cò còn mơ hơi xưa. Má đi Nghĩa Trang. Đi Nghĩa Trang, kiếm bà đi Nghĩa Trang, không có bà đi Nghĩa Trang, có người về từ lòng đất đúng không? Thôi mệt quá. Con giận con hả? Con làm cho má vui đó. Con thề với má luôn, hứa với má luôn, không bao giờ con mét gì với nội hết trơn á. Khi nào nội hỏi con mới trả lời. Con nói được thì phải làm được á. Má không muốn bất cứ chuyện gì trong nhà mình mà thiên hạ đều biết hết. Lớn rồi, phải biết suy nghĩ chứ. Tại sao làm cái gì á, cũng phải để má nhắc má nói là sao vậy. Con biết lỗi rồi mà, con xin lỗi má. Má không muốn mắng con đâu. Mỗi lần mà má mắng con á, là má đau lắm. Không phải là má tiếc tiền với con. Má làm tất cả mọi việc á là cũng để lại cho con và anh hai con. Nhưng mà làm ăn phải biết tính toán, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Khi nào con đủ chín chắn đi, rồi cũng muốn làm gì á, muốn xin gì á, má cũng cho hết á. Nè, còn nữa, anh hai của con á không may mắn nên mới bị như vậy. Con là em, con không thương anh thì thôi, sao mà bắt anh phải làm này làm nọ cho con là sao chứ. Thôi, thôi má đi Nghĩa Trang đi, ta đợi má ngoại đó. Đi, đi lẹ cho mong nó tàn hết. Chắc hết giận rồi. Bị hát hay quá mà. Hát mà mình còn chịu không nổi. Chiều nay gió đông gì. Má, đây là em Linh, bạn của em Sa. Qua nhà tìm má mà không có má ở nhà nên em dạy con học. Em à, em gặp nhiều khó khăn. Chị đem tiền này mang trả người ta đi, chị đừng có đi làm nữa. Con gái mà đi làm khuya nguy hiểm lắm chị biết không? Cầm đi. Em á là phải học, phải ráng mà học để đậu đại học nữa chứ. Thôi được rồi, bước ra đây. Đâu, nó đâu? Đâu? Nè, con dặn gì á là để ở đó cho con chạy kiếm, thấy chưa? Quá trời quá đất, nhớ chưa? Nhớ chỗ chưa? Má cũng lạ, xin tiền á làm ăn á không cho, muốn cô giáo riêng về nhà dạy tiếng Anh vậy có nổi dịch không? À, tôi qua đây tôi mua gì ta? Tôi qua tôi mua gì ta? À, ở đây bán gì? Sáng giờ chưa mở hàng.